Xin chào mọi người. Đấy, mái tóc bồng bềnh vừa làm xong, chỉ sấy khô cái là bồng luôn, vẫn chưa cào kiếp gì cả. Và các bạn nhớ là sau khi uốn xong, sau khi gội xong thì đừng quên cho một giọt tinh dầu vào. Đấy. Tóc mà thường là vừa gội xong, sau chúng ta sấy khô, nhớ đừng quên cho một giọt tinh dầu vào. Cho vào nó cực kỳ là mềm, nó không bị khô. Các bạn an tâm là có rất nhiều chị em phụ nữ là có cái thói quen hoặc là có tư tưởng là không nên sấy, cứ gội xong cứ để tự khô thôi. Đấy, cho đỡ khô, đừng nhé. Gội xong cứ sấy lên cho sinh nhanh, không khô được đâu nhé. Và vì các bạn cũng biết là cái tóc, bản chất của cái tóc là nó giống như cái móng tay của chúng ta, có nghĩa là chất sừng. Đấy, nó giống như cái móng tay của chúng ta. Các bạn cứ sấy với cái nền nhiệt nước gió bình thường thì các bạn an tâm là không bao giờ bị khô, trừ khi mà các bạn sấy để cái lớp quá nóng. Sau đó là cứ để yên một chỗ, giả sử như là chúng ta cứ giữ cái máy sấy cho nó thổi vào một điểm thì nó khẽ bị. Đấy. Còn nếu các bạn mà cứ lắc cái máy sấy thì các bạn khỏi lo nhé. Đây Sơn Anh muốn nói chia sẻ cho các bạn là những bạn nào mà có thói quen là làm tóc xong là sợ sấy thì đừng lên sợ. Các bạn cứ sấy thoải mái nhé, không sao cả. Đấy. Và đặc biệt thêm tiếp là cái clip này chủ yếu là giới thiệu về cái kiểu tóc. Kiểu này nó là cụp bồng bềnh. Đấy, em cười thì... Đấy. Và hầu như là gội xong là như Sinh Anh vừa sấy. Sấy tung lên cái nào thành như này. Đấy. Không phải chăm sóc gì cả. Tiếp theo về cái màu thì các bạn biết là đối với cái màu này rất sáng da, sáng hơn cái màu của Sinh Anh. Cái màu này những bạn nào có làm da lâu hoặc là những bạn nào tin hoặc là tin nhé, thì nhuộm vào cực kỳ sáng da. Còn những chị em nào mà tầm 30 đổ lên thì chớ có nhuộm, bởi vì nó giống con nít quá, giống trẻ con quá, đâm ra là các bạn nào mà những nhiều tuổi thì đừng nên nhuộm. Còn cái kiểu này chỉ dành cho những bạn tuổi tin, những bạn nào tuổi tin thì cực kỳ ok luôn. Đấy, thì tiếp theo nữa là Sinh Anh thông báo nữa là Sinh Anh đang khai trương, chuẩn bị khai trương tháng 9 này hai cơ sở. Đó là cơ sở tại quận Bình Thạnh 44D2, quận Bình Thạnh, khai trương vào ngày 11 tháng 9. Cơ sở tiếp theo là tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đấy, đó là 468 cái gì nhỉ? Sinh Anh cũng không nhớ lắm, nhưng mà tóm lại Sinh Anh ghi trên này rồi. Bạn nào muốn tìm hiểu thì cứ xem trên đó nhé. Đối với kiểu này thì Sinh Anh nói qua một chút. Kiểu này nó cong nhiều hơn so với kiểu bình thường một chút. Đấy, kiểu này nó cong nhiều như này thì sẽ làm cho các bạn là cái tóc mỏng lèo tèo bồng bềnh hơn, hoặc là nó sẽ làm cho các bạn là chơi nó lâu hơn. Những bạn nào thích cái kiểu tóc nó chơi lâu hơn thì cái kiểu này rất là hợp lý. Và cái màu tóc này cũng thế, màu này nó sáng da cực kỳ luôn nhé. Và bây giờ tư vấn Trần Ngọc Diễm My, anh ơi, đâu mất rồi? Ô, chết rồi. Đây, anh xin trả lời bạn Trần Ngọc Diễm My. Anh ơi, tóc em lúc trước uốn nó rất đẹp, khoảng 1-2 tháng thì tóc bị giãn lọn, không còn đàn hồi và sơ thì làm sao đây? Thì em phải qua anh rồi và hấp đi nhé. Tóc của em là biểu hiện là khô đấy, do là trong quá trình em làm như em không có chăm sóc nhiều. Đáng lẽ là chúng ta phải hấp thấp nhất là khoảng 1 tháng hoặc nửa tháng chúng ta lên hấp dưỡng vào thì cái tóc nó đỡ hư hơn. Còn em cứ kệ nó thì đương nhiên nó sẽ bị hư nhé. Em ơi, màu này là màu lâu tây sáng, màu này cực kỳ sáng da em nhé. Tóc này cực kỳ bồng bềnh. Đấy. Những bạn nào mà bị vẩn thì nhìn cái tay của Sinh Anh mà về làm theo, cào ra hai bên cực kỳ bồng bềnh luôn. Và đối với cái kiểu này kết hợp với cái mái mưa, nó sẽ làm cho các bạn là gì, trẻ ra trông thấy. Đấy, nhìn này, bồng bềnh cực kỳ luôn. Cô út là mặt tròn làm được. Đối với kiểu này mặt tròn mặt nhỏ làm được hết nhé mọi người nhé. Kiểu này thì hầu như là các bạn là thấy đấy, qua Sinh Anh thì không kể là khuôn mặt kiểu gì làm là đẹp hết nhé. Không quan trọng là các bạn là mặt tròn mặt gì, là qua Sinh Anh là đều có kiểu là phù hợp nhất làm cho các bạn.
Đối với kiểu này thì phải phồng chân nhá, trên này nhá, không phồng chân nó giống quả lê nhá. Bắt buộc phải phồng chân nhá, mọi người nhá. Cực kỳ bồng bềnh luôn. Xe anh sấy để cho nó lung tung, sau xe anh hướng dẫn mọi người cào nhá. Xe anh sẽ sấy để lung tung, và xe anh sẽ hướng dẫn mọi người cào để cho nó. Đối với kiểu tóc mà thường muốn được với xe anh, kể cả các bạn sấy tung này, nó lộn xộn như này, nhưng mà các bạn đừng có lo. Đây, những bạn nữ nào mà bị cái tóc mà làm xong bị vẩy ra thì các bạn nhìn đi, khi sấy bị lung tung ra chúng ta cái cào này nhỉ, để kéo ra phía hai bên này. Kéo ra hai bên này, chúng ta chỉ cần kéo ra hai bên thôi. Đấy, chúng ta dắm mắt vào chúng ta làm, chúng ta kéo ra hai bên, hoặc chúng ta đứng ở trước gương. Đấy, kéo ra hai bên là nó sẽ được như này. Đấy, mọi người thấy chưa, chỉ kéo có mấy cái thôi là nó thành như này rồi. Nhớ là cứ kéo ra hai bên thì thôi, chứ đừng kéo về phía trước, đừng kéo về phía sau. Các bạn cứ kéo ra hai bên, tất cả đều kéo ra hai bên. Đấy, nhìn đi. Đấy, cứ kéo ra hai bên như này là nó sẽ đẹp nhá. Cứ làm theo sinh anh nói, chuẩn luôn. Tiếp tục. Linh xù mặt tròn hợp lắm em ạ nhé. Mọi người ạ, hiện tại Sinh Anh đang khuyến mại cực lớn luôn. Mọi người cứ vào xem cái bảng giá, hoặc là chúng ta sẽ inbox thì bên mình sẽ trả lời mọi người là đang tặng cái gì, và hấp hiếp rồi là trên 1,5 triệu, 50,000 sẽ tặng một lần uốn phồng, hoặc là 1,050 triệu trên đó thì vừa tặng hấp mà lại vừa được tặng tinh dầu, tặng nhiều lắm mọi người nhé. Mọi người thả mặt cười giúp Sinh Anh nhé. Sinh Anh rất thích mọi người thả mặt cười. Những bạn nào thích kiểu này thì thả mặt cười giúp Sinh Anh. Trần Nê Như Thảo, em thích mẫu này nhưng mặt em tròn lên mẹ em nói không hợp, em không dám cắt. Trời ơi, em tin mẹ em hay tin anh? Mẹ em đâu có chuyên môn đâu. Có rất nhiều bạn cũng nghe mẹ như thế, nhưng mà các bạn ạ, đừng, các bạn cứ qua bên mình nhé. Hãy để những người thợ có tâm nhất trong nghề sẽ tư vấn các bạn, sẽ chuẩn nhất nhé. 47 tuổi, cằm hơi dài thì cắt ngắn hay để dài buộc? Sinh Anh nhà Bảo Bình. Bảo Bình, em chào chị. 47 tuổi thì em nghĩ là cái tuổi đó thì tóc nó hơi rụng rồi, có nghĩa là bị mỏng rồi. Thì em nghĩ là có thể là chị nên cắt ngắn đi thì nó vừa thuận tiện trong cái vấn đề là chăm sóc, cũng như là tiện trong công việc, rồi tiện trong môi trường cho nó thoải mái. Thì chị có thể cắt ngắn xong uốn nó xoăn xoăn để cho nó bồng lên, thì em thấy cái tuổi 47 rất là hợp lý. Còn cái tuổi 47 mà chị cắt ngắn, chị để dài thì em nghĩ là cũng không hợp lý lắm đâu. Vì em nghĩ là chị thấy chị cứ xem mấy cái phim của Hàn hay là của Trung Quốc hay là của Nhật, cứ người ta là chỉ cần nhìn vào cái độ, nhìn vào cái độ dài của tóc người ta có thể đoán được tuổi. Có nghĩa là người già bên nước ngoài thường người ta cái cắt tóc ngắn không có để dài, ít khi để dài. Thì em nghĩ là có thể do là mái tóc ngắn nó sẽ làm cho thuận tiện trong tiện trong cái việc chăm sóc. Đấy, về cái tuổi tác, đâm ra em nghĩ là chị nên để mái tóc ngắn thì nó vừa nhẹ nhõm hơn và vừa dễ hơn. Đặc biệt là mái tóc ngắn nó sẽ đem lại trẻ trung hơn nhé, chị Bảo Bình nhé. Ok, xin chào mọi người, và thông báo lại nhé, là chuẩn bị khai trương cơ sở Bình Thạnh đấy, và khai trương cơ sở Rạch Giá sang tháng 9 mọi người nhé. Xin chào mọi người, em chào mọi người.